Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ anh chị trận cờ hay. Hai trận đấu của lão sư Tô Vạn Niên và lão sư Ba Cát Nhân. Mời bạn xem trận đầu tiên. Ba Cát Nhân cầm đen thủ hậu, Tô Vạn Niên cầm đỏ lên tiên. Mời bạn thưởng thức.
将军。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 
将军。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 Trên đây nếu chạy xe thì chốt sẽ tràn qua sông.
Tô Vạn Niên đã buông cờ nhận thua mà bạn xem dáng cuối. Ba cá nhân cầm đỏ lên tiền, còn Tô Vạn Niên cầm đen thủ hậu mà bạn thưởng thức.将军。将军。将军。
Chương trình. Chương trình. Chương trình. Chương trình.
将军。将军。将军。
Chang Jun. Trên đây khó lòng chống đỡ, Tô Vạn Niên nó buông cà nhận khô. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.